Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp theo chương trình phát biểu trong ngày lễ dỗ tiên sinh năm 2015, chúng tôi xin mời cô Phan Ngọc Khiếu phát biểu những kinh nghiệm về việc áp dụng phương pháp dưỡng sinh trong lĩnh vực điều trị bệnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch trụ trì chùa Long Hương thầy Đại Đức Thích Tuệ Hải, kính bạch chư tăng thiền đức, kính bạch các vị Phật tử đồng tu. Hôm nay là ngày lễ dỗ tiên sinh Osewa, ngày 10 tháng 3. Con là Phật tử Phan Ngọc Hiếu, pháp danh Hiền Trí, 56 tuổi, cư ngụ tại tỉnh Vĩnh Long, huyện Bình Tân, xã Tân Lược. Con cũng muốn chia sẻ một số kinh nghiệm về phương pháp thực dưỡng Osewa mà con đã theo đuổi 8 năm. Con rất là nhiều bệnh, từ đầu tới chân bệnh gì cũng có. Bệnh dễ thấy nhất là bệnh con bị viêm, mặt con lúc nào cũng bị nổi rất nhiều mụn. Rồi từ đó theo uống trị mát gan thì lại bị tiêu hóa yếu, cứ nóng mát mãi. Từ đó sanh ra rất nhiều bệnh, con rất nhiều lo lắng, đến bệnh huyết áp, bệnh tim mạch, rồi mất ngủ, đi điều trị thuốc Tây, thuốc Nam, thuốc Bắc gì cũng có rất nhiều. Trải qua nhiều năm, đến khi con chạy thuốc Tây 1.5 năm ở thành phố Hồ Chí Minh, do ảnh hưởng tác dụng phụ của thuốc, bệnh con càng ngày trở nặng, con rất tuyệt vọng. Gia đình con thì chỉ có một đứa con, rất đơn chiếc. Mỗi khi đi trị bệnh, con rất buồn lo. Thứ nhất tốn tiền, thứ hai là mỗi lần cái theo dõi cái xét nghiệm, sự tăng giảm của vi trùng, sự theo dõi của bệnh hoạn, con rất lo. Từ khi biết được phương pháp thực dưỡng tôn sinh Osewa, khỏi phải đi bệnh viện, khỏi phải đi bác sĩ, con rất mừng. Đây là nhân duyên thù thắng nhất của con, nên con quyết định theo đuổi phương pháp này. Và nhờ nhân duyên là lúc đó cô Thanh Lai, con coi đĩa, con rất có niềm tin. Mỗi lần nói hiện tượng thải độc con rất sợ, con không biết rằng khi mình bệnh mình thải độc như thế nào. Lúc đó con hỏi các như cô Thanh Lai hướng dẫn con nói về con bị trị bệnh gan trước hay là ruột trước. Cô trả lời gan hay ruột gì cũng vẫn phải là phương pháp số 7. Vì thế nên con quyết định đi ăn, ăn mới 4 ngày. Cái bệnh con đặc biệt, cái mặt con không bao giờ gời thuốc. Con đi bệnh viện mổ cẩn vẫn phải dùng thuốc để sức, vô tắm phải đem thuốc theo để sức. Thuốc nào cũng không cách nào bỏ thuốc được. Con nói người ta bệnh xì ke ma tí còn có thuốc cai nghiện, sao con không được, không bỏ thuốc sức mặt được, vẫn bị ngứa hoài. Cuối cùng đi ăn được 4 ngày, mỗi ngày con lúc đó còn bỏ thuốc, không sức nữa, ngứa mặt con sưng rất nhiều, mỗi lỗ chân lông đều có dấu mụn nổi ra, sưng tới đổi mà cái mặt con không thể tả được, căng mà sưng rất là đau. Miệng con sức tới thậm một muỗng muối mà cái muỗng cà phê mà con để vô miệng không được, nhai rất là đau, mỗi lần nhai là cảm thấy như cái mặt con bị nứt ra, ngứa máu ra rất nhiều và mụn rất nhiều, cái mặt dày lên từ lớp. Ban đêm con không ngủ được, con mới hỏi điện cô Thanh Lai, giờ con làm sao? Cô Thanh Lai nói là cô phải rửa bằng nước trà 3 năm và tắm nước trà 3 năm và con vẫn theo đó mà làm. Trong khi điều trị bệnh của con rất là cực, đồng thời phải uống tả diệp, rồi phải uống to thuốc gan. Suốt ngày coi như là lúc nào cũng để gì chịp bệnh hoạn, nhưng dần dần hết tóc này tới tóc khác, cái mặt con lúc nào cũng ra liên tiếp. Lúc trước con cũng bị bệnh, mắt con lúc nào cũng bị viêm, bị đỏ, bị ngứa. Nhưng lúc đó nó thải độc bằng cách mắt, hai mắt con sưng đỏ lên, tụ huyết. Nhưng con nhỏ, mỗi lần nhỏ dòng mè con rất là đau, nhắm nghiền đôi mắt lại, nước mắt chảy tuôn. Nhưng cố gắng kiên trì, hết đỏ, hết sưng từ từ giảm xuống. Còn cái mặt con nó sưng một bên, coi như là cái hầu con nó sưng rất là nhiều, kéo dài gần từ từ khoảng 2 tháng nó giảm xuống. Con nghĩ rằng con sẽ được ăn ga, bị lúc đó con mất 4 kg, mà trong đó con có mới có 41 kg à. Gia đình cũng rất lo, nhưng mà con nói con kiên quyết theo, tại vì không có cách nào khác hơn. Qua 2 tháng con qua trở lại chùa ở bên thốt nốt là chùa Đức Quang, thầy thấy con, thầy nói là không được ăn ga, phải tiếp tục ăn nữa. Vẫn lúc đó con kiên trì về tiếp tục. Qua thời gian 4 tháng
thì sức khỏe con mất 7 kg, chỉ còn có 3-4 kg, nhưng mà con thấy tinh thần con nó khác đi, sự sợ sệt con bớt đi. Chứ lúc trước con đi khám bệnh thành phố mà đi qua chỗ mà con không dám xa qua, kêu xe ôm hỏi bà đi đâu, con trả lời tôi đi qua lộ, bà nói bó tay bà luôn, cái đưa con qua lộ, mà bây giờ cái sự sợ sệt đó con bớt xuống. Rồi từ đó con biết Phật pháp, đến chùa thường tu hành, tinh thần càng ngày mỗi sáng suốt. Lúc đó con nhân dịp sau đó mấy năm con đi ra chùa của Lịnh Thất Quán Âm ở chùa Giác Nhàn để mục đích muốn biết lại xong. Con đi tính định đi 1 tháng, nhưng ra đó có 19 ngày. Bởi vì con ăn gạo trắng không có được gạo lứt. Mà thầy nói là lại Phật niệm lớn lên đi để thải độc. Lúc trước chỉ thi bài độc đơn sơ, nhưng bây giờ qua chiến bây giờ 19 ngày con về. Bữa đó con sốt quá con không chịu nổi, con về nhà. Mà trên đường về con nói nhà đi ra mua chợ mua giùm tôi con miếng gừng, là về cũng áp dụng sáng gây con sốt. Uống một đêm đó con không ăn cơm, về uống miếng gừng. Uống xong lần sáng dây là nó xúc mồ hôi ra, mà con chịu đựng liên tiếp tới 7 ngày cơn sốt con mới hết. Rồi tiếp tục thải độc, mà thải độc con rất lạ. Con đau mà nó cầu thang con lên không nổi, mà con nằm xuống giường ngủ là cái tim đau phải nhói ngồi vậy. Nhưng con kiên trì, con nói giờ phải lại. Con lại mà tay con ôm ngực, lại suốt. Từ từ mà con lại, mà con khóc như cô Thanh Lai nói, con hỏi là nghiệp con rất nặng, quan gia trái chủ con rất nhiều. Cho nên con kiên trì con lại, từ từ giảm nhẹ. Mà con thấy lạ, con thấy độc, mà sau khi thấy độc rồi thấy cơ thể khỏe. Có nhiều khi con nói giống như cô Thanh Lai, cô hỏi hoài, con thấy độc khả phải ra máu. Mà lúc trước thì con có chuẩn bị chảy máu cam, năm lúc 12, chảy máu cam là phải nằm ngửa ra để học. Con nghĩ rằng chất độc này tồn trong đầu con. Cho nên nhiều khi nó ra cả mũi, ra mũi cục, con hỏi cho cô Thanh Lai, cái đó ra sao? Cô Thanh Lai trả lời là nó màu đen, cho nên con cũng thấy yên tâm. Chứ lúc đầu con rất sợ. Con vào nhà tắm cứ khạc nhổ mà mãi, tới nó hết thôi. Rồi con chỉ nghĩ bây giờ mình làm gì đây? Để ngậm muối, rồi vẫn phải tiếp tục số 7. Rồi cái chuyện viêm mũi con hồi xưa, con cũng không uống thuốc được. Mỗi lần con uống thuốc vô là nó giật giả ói. Sau này cái thải độc bao tử, cái viêm mũi con là khạc là xuống. Mà mỗi lần khạc xuống thì đầu con nhẹ, không còn thấy chóng mặt nữa. Còn phần lỗ tai con cũng bệnh nữa. Hai lỗ tai con nó nhức rất nhiều, nó là viêm lỗ tai. Nhưng bác sĩ thuốc tây thì con uống vô cũng lại trị pháp bao tử không uống được. Đến lúc đó hai lỗ tai con ngứa rất là ngứa, mà lúc nào cũng ngứa giấy, con giấy không biết bao nhiêu bọc tâm bông, không thể nào dằn được cơn ngứa. Rồi đến có một lúc đó con tự nhiên sao cảm thấy mình tắm lên thấy mình nóng nóng, coi lại thì hai lỗ tai con nó sưng mà nó đỏ. Con biết làm sao đây, mình đã ăn rất kỹ rồi, phương pháp nào con cũng làm rồi. Cuối cùng con ăn số 7 thì từ từ cơn bệnh cũng qua. Và con muốn nói lên đây là con thấy rằng kiên trì trị bệnh là mới có kết quả. Còn uống sắn dây, thật sự sắn dây của cũng không biết bao nhiêu chén rồi. Con cứ theo dõi theo cái sổ tay của thầy, con thấy con bệnh gì thì con lôi cái món đó ra con làm. Vợ phương theo cách đó mà con kiên trì chỉ định thật sự là 7-8 năm. Nhưng con chưa dám ăn cái gì nó quá độc, cho nên cơ thể con nó không có khỏe được, là không mập mạp ra, nhưng mà con rất sợ bị gì quá bệnh rồi. Bây giờ mình khỏe là đã ổn định là con rất mừng. Nhưng bây giờ con thấy là có chỗ an lạc, là tinh thần con rất khỏe, tu hành rất là tinh tấn, và mong rằng bệnh hoạn con chuyển biến ngày tốt hơn, không còn cái gì xảy ra nữa. Và con cũng kiên trì giữ vững cái phương pháp thực dưỡng ở trung qua này cho đến chót đời, và mong rằng những ai có bệnh như con hãy cố gắng theo phương pháp này, thật sự rất là hiệu nghiệm. Mong rằng ai cũng phải kiên trì chịu đựng, đừng ngán ngại. Giới chén rồi lúc với mẹ là cái chén con ăn rất là ngon, sau 7-8 năm không chán ngán và vẫn muốn ăn mãi mãi, để sự tu hành mình càng đạt kết quả. Nam mô A Di Đà Phật. Ha ha ha, 问什么的所和。